Chào mừng các bạn đã đến với video mới nhất của em ngày hôm nay về cập nhật tình hình giá cà phê ngày 17 tháng 9 năm 2024. Ngày hôm nay thì giá đang tiếp nối đà tăng các bạn, tăng rất là cao nhé. Cụ thể giá cà phê tại Lâm Đồng được thu mua ở mức trung bình là 124.000 đồng một ký, giá cà phê ở Đắk Lắk được thu mua ở mức trung bình 124.500 đến 125.000 đồng một ký, còn giá cà phê tại Đắk Nông được thu mua ở mức trung bình là 123.500 đến 124.500 đồng một ký, giá cà phê tại Gia Lai được thu mua ở mức trung bình là 124.000 đồng một ký. Giá cà phê tại Kon Tum được thu mua ở mức trung bình là 123.500 đến 124.500 đồng một ký. Em xin phép chia sẻ là các giá trên chỉ mang tính chất tham khảo các bác nhé. Mức giá thực tế sẽ có sự chênh lệch theo từng địa phương, từng phương thức vận chuyển và phương thức thanh toán. Thì các bác xem video và tham khảo mức giá tại so sánh với mức giá tại địa phương mình các bác nhé. Về việc mà giá cà phê tăng cao trong thời gian hiện tại là một phần do thông tin về thời tiết khô hạn ở Brazil đã góp phần hỗ trợ cho xu hướng giá cà phê tăng lên. Do thiếu mưa, độ ẩm đất tại Brazil giảm sâu làm dấy lên lo ngại về sức khỏe của cây cà phê và khả năng ra hoa mùa vụ sắp tới trong bối cảnh nguồn cung cà phê toàn cầu đang khan hiếm. Còn theo các chuyên gia dự báo rằng thì giá cà phê sẽ có thể dao động từ mức 120.000 đến 130.000 đồng một ký trong thời gian tới và vào mùa thu hoạch chính. Như vậy là chúng ta cùng chờ và kỳ vọng giá cà phê sẽ tăng cao cũng như giữ ổn định trong thời gian tới nhé các bác nhé. Rồi em xin phép cảm ơn các bác đã theo dõi video của em. Các bạn theo dõi video cho em xin một like và một lượt đăng ký kênh các bác nhé. Cảm ơn tất cả các bạn.